và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay bên em mới vừa về một chiếc xe bản số đang đeo là 47C23876 này. Trước khi em review chiếc xe này thì em cũng đồng thông qua một lời chào trân trọng và thân thương nhất gửi tất cả các cô chú và anh chị cùng các bạn đã theo dõi clip này. Chúc cho toàn thể đời gia đình mình có một buổi chiều thật là vui vẻ và luôn luôn gặp những may mắn thành công trong mọi lĩnh vực cũng như trong cuộc sống nhé. Xe này tên em nó là Ford Ranger, sản xuất đời 2006, số sàn phiên bản là 2 cầu máy dầu. Với một mức giá bên em bán cho anh chị với giá thành là 170 triệu đồng cho chiếc Ford Ranger bán tải sản xuất đời 2006 này. Xe này thì nước sơn bề ngoài thì em nó không đẹp lồng lẫy, không đẹp len keng và không đẹp len xe ben anh chị ha. Nói chung là anh chị nào muốn hỗ trợ dọn lại thì phụ cho em ít chi phí, em sẽ dọn lại chiếc xe này, dập lại mấy cái cho anh chị. Còn xe mới vừa về thì hiện tại là xe là đang cho tắm nước lạnh thôi. Trong thời gian tắm nước lạnh thì em bán cho anh chị với giá thành là 170 triệu đồng. Anh chị nào muốn dọn thì hỗ trợ cho em thêm vài triệu nữa em sẽ dọn cho, còn không thì anh chị lấy về bỏ trong rẫy riết đồ mình chạy ha. Phục vụ công việc của mình. Với mức giá thành là 170 triệu đồng. Nước sơn bề ngoài thì em nó có một hai điểm nó hơi xấu anh chị ha. Đó. Để như vậy bán cho anh chị 170 triệu đồng ha. Rồi. Xe này thì rút hồ sơ sang tên ủy quyền các kiểu con đà điểu đâu được ha. Đây là hệ thống cửa phụ. Trước sự màn hình quý anh chị thấy đây. Keo chỉ của em nó rất là rin rin đét lên chị ha. Không mất một tí nào hết. Nội thất bên trong thì vệ sinh lại thôi là sạch nha anh chị. Một dàn ghế này còn rất khá là ok. Đấy, trần bọng thì đã được lên 6D rồi. Đấy, chị thấy không? Nội thất thì sạch sẽ. Bước vào hệ thống bên trong thì mặt đồng hồ rất là sáng. Phiên bản 2 cầu vẫn đang hoạt động bình thường. Xe máy lạnh ok, có hỗ trợ cho mình một dàn nghe nhạc giải trí. Số sàn 5 cấp. Vô lăng của em ở đây anh chị. Đây, tay lái trợ lực. Số sàn, đèn còi xi nhan đầy đủ các kiểu con đà điểu. Không thiếu một chức năng nào hết. Gạt mưa gạt nắng đang hoạt động rất là trơn tru. Bốn kính chỉnh điện hoạt động rất là ok anh chị ha. Xe thì cũng đã được dán phim cách nhiệt rồi. Đây, quý anh chị với mức giá là 170 triệu đồng, quý anh chị lấy về sở hữu. Mình chạy vòng vòng ha, mình chở hàng hóa lặt vặt cũng khá là ok anh chị ha. Đây em sẽ review cái máy cho anh chị cùng tham khảo. Dòng này thì máy dầu thì anh chị biết rồi, chạy rất là bền. Lực đẩy rất là ok. Máy móc đồ đang nổ rất là thì thầm chị ha. Đây. Xe này mới có rửa sơ nước lạnh thôi nha quý anh chị. Máy nổ rất là tanh nè, tiếng dầu rất là tanh. Bao anh chị hơi hám luôn nha, xe là không có đổ hơi, đổ hám gì hết nha. Nói chung máy móc là ngon lành, cành đào. Đây hơi hám bên đây chị không? Không có cái hơi nào luôn. Đó. 170 triệu đồng thôi, quý anh chị sở hữu ngay chiếc Ford Ranger bán tải với phiên bản là 2 cầu. Thì nó ăn tiêu hao nguyên liệu dầu thì cực kỳ rất là rẻ nha cô chú và anh chị. Chỉ khoảng là 7 lít dầu trên 100 cây số mà thôi. Hiện tại thì hiệu lực đăng kiểm của em nó là còn tới tháng 8 năm 2022. Đồng sơn xi thì không được đẹp len keng đâu. Quý anh chị cô chú nào muốn dọn thì cái xin hỗ trợ cho em ít chi phí thì bên em sẽ dọn cho. Và bây giờ mời anh chị cùng theo em kiểm tra chút xíu vào dàn gầm bệ ha. Bốn cái vỏ của em nó thì cũng còn được coi như là 75%. Gai rất là dài nha anh chị. Đây. Em nó sở hữu một cặp ga lăng đúc. Sắc xi bên mới đây anh chị. Chiếc sự màn hình quý anh chị thấy nè, dàn sắc xì của em ở đây. Gầm bệ thì rất là chắc chắn. Đây, dàn gầm của em ở đây chị không? Đầu số xếp gầm bệ rất cứng cáp nha anh chị. Lành cành đạp. Với mức giá thành là 170 triệu đồng thì quý anh chị sở hữu ngay con xe này. Đèn bọng thì rất là sáng, em nó xài led trắng nha anh chị. Đó, thích hợp cho cô chú và anh chị lấy về bỏ trong rẫy mình chở hàng hóa lặt vặt và phục vụ cho mình cũng khá là ok. Đây dàn gầm của nó đây anh chị. Đó, với mức giá chỉ có 170 triệu đồng thôi. Đây là dàn gầm bên phụ nha anh chị. Bên tài. Xe rất cứng cáp. Anh chị ha, dàn gầm mà rất ok ha. Đây cầu sâu của em nó là không có nhớt nhau nha anh chị. Hộp số có hệ thống cầu sâu của em nó anh chị ha. Đó.
Vỏ bánh này thì có một bên này thì nó còn được 5-60 anh chị nha. Nãy em kêu là 70-75% là được bên kia thôi, bên này thì nó còn được 60%. Đây, taxi vậy không? Rất liền lẹt. Đối với một số tiền 170 triệu đồng thì quý anh chị lấy chiếc Ford Ranger sản xuất đời 2006 này lấy về chở hàng hóa lặt vặt rất là ok ha. Đây là cái hệ thống thùng của em nó. Nói chung là xe này bán tải mà thì nhiều lúc nó không có được đẹp như xe du lịch. Tại vì dòng này thì anh chị lấy về cày chở hàng hóa mấy cái lặt vặt cũng khá là ok ha. Đó, cô chú anh chị nào thích tới sở hữu chiếc Ford Ranger sản xuất đời 2006 với phiên bản là số sàn hai cầu này thì vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220 để bên em hỗ trợ và tư vấn thêm. Và đây là em sẽ quay sơ lại dàn nội thất cho anh chị xem ha. Xe rất là sạch sẽ anh chị ha, nhìn rất rất đẹp. Xe này anh chị lấy rồi bên em sẽ hỗ trợ vệ sinh cho một phát một là ok liền. Đây tắp bê tắp lô của em ở đây nhìn không cho anh chị nè, còn xinh đét ha, không mất một tí nào hết nhìn không. Hợp thì chân đi lên đi xuống của em nó xương zin vẫn còn luôn. Cửa nẻo thì đóng rất là chắc, kèo cột nó vẫn còn nguyên bản thì những dấu hiệu này nói lên chiếc xe của mình là không bị cứng đụng vô trong xương hơn chị ha. Còn va quẹt cản đầu cản đít thì trong quá trình thời gian sử dụng xe cũ thì không thể nào tránh khỏi được những cái điều đấy. Bây giờ thấy kèo chị nó nè, nó đi đét đẹp luôn nhìn thấy không. Đấy, bốn tắp bi này thì cũng được lên 6D bọc nhìn cũng rất là sang anh chị ha. Xong đi lên đi xuống ở bên phụ anh chị thấy nè, thì theo năm tháng thì em nó cũng xuống cấp thì nói chung là không thể nào đẹp lộng lẫy, không thể nào len keng như một chiếc xe mới được, thì chỉ mới giá thành 170 triệu đồng. Quý anh chị nào có chỗ nào thích sở qua con xe này thì tôi xin vui lòng liên hệ với em. Đấy, sạch sẽ. Ghế ghiếc này anh chị lấy là em sẽ vệ sinh lại cho nha. Vệ sinh lại dàn ghế cho anh chị là khá là ok, rất là sạch sẽ luôn ha. Đấy, kèo cột chùa A chùa B. Còn mấy cái chỗ này lặt vặt này á thì anh chị nào muốn dọn thì hỗ trợ cho em ít chi phí thì tụi em sẽ sơn lại cho. Còn anh chị nào mà xác định lấy về bỏ trong rẫy mình chạy á thì cứ để im như vậy chạy thì cũng khá là ok, cũng không sao cả. Nó có một hai điểm xấu đây, chốc sơn quay chi tiết cho anh chị xem ha. Còn anh chị muốn hỗ trợ dọn thì cứ xin vô lòng alo cho em thì em sẽ hỗ trợ dọn lại cho, còn không thì cứ để như vậy mình chạy thôi, cũng rất khá là hợp lý anh chị ha. 170 triệu đồng sở hữu ngay chiếc Ford Ranger máy dầu quá là ok. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin vô lòng nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Cô chú anh chị nào đã đăng ký kênh thì hãy khích lệ tinh thần cho em một like trong buổi chiều ngày hôm nay nhé. Vâng, chúc cho toàn thể đại gia đình mình luôn luôn nhiều sức khỏe, thành công trong mọi lĩnh vực cũng như trong cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau.